mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dám vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai đã tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được bỏng cho ai? Người vô chung đã lớn lên từ chuỗi cây trước nhan thánh, như khúc lễ trên đất cô tận. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta thơ thích. Người bị đời khinh khi sụp đầy, phải đau khổ triền miên và đến mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, vì chúng ta khinh khi không đem gì tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại được người bị phạm, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sự trị để chúng ta được bình an, và phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên tù, lang thang mỗi người một ngả, nhưng Đức Chúa đã đứng trên đầu. Tội lỗi của tất cả chúng ta bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xém lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị áp bức buộc tội, rồi bị trực tiêu dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt, người đã bị chôn cất giữa bọn đạo công, bị mai táng với người dầu mỏ, dù đã chẳng làm chi tạm bạc, và miệng không hề nói chuyện yêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiệt nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật tịnh tội, người sẽ được thấy kẻ người giỏi, sẽ được chữa tội. Và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính, và sẽ đánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho người, muôn người sẽ làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó là lời Chúa. Cha,
xưa tết vui cùng mọi người làng quê. Thank you.
giờ Simon Phêrô sống thánh vương, đừng chúng ta anh tên để ta bị thương tên và chân tôi một bên tay phải để ta ấy tên là Ma Mân Cô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: ta không muốn chết cha mẹ và bạn chúng ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và linh giác của người Do Thái bắt trò mây cười. Và trước hết điều người đến nhà ăn nào, vì ông này là nhạc phụ ông Cai Pha, làm thường tê năm ấy. Chính Cai Pha đã trước đi, kia này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được về. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế nên ra nói với đứa giữ cửa và dân Phêrô vô bao. Đưa tờ gai giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: chính ông có phải là một đệ người đã đi không? Phêrô đáp rằng: không phải đâu. Bọn đầy tớ và linh giác đã nhóm một đông lửa, họ đến đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ vì thượng tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giao ly của người. Người đáp lại rằng: ta đã giảng cùng cha cha ba người, ta đã được giảng trong các người quan ba đền thờ, nơi mọi người Do Thái ta không nói gì bí mật cả. Sao lại hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ nghe ta nói, nghe nói thế, một tên lính khác đến ở đó và gửi một cái đó hỏi rằng: người đang trả lời vì thương tế như vậy đi quý sư. Người liền đáp lại rằng: nếu ta nói sai thì sai ở chỗ nào? Nếu ta nói phải thì sao lại đánh? Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới thượng tế Cai Pha. Phêrô vẫn ở đây sưởi, có người hỏi Phêrô rằng: ta ông nữa, có phải ông cũng là một đệ tử của Chúa? Phêrô nói rằng: không phải. Một tên đầy tớ bị thượng tế có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứng tay, bảo Phêrô rằng: tôi đã chẳng thấy ông ở trong cuộc với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tớ thì gà liền gây. Bây giờ họ điều người từ nhà Cai Pha đến công đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ nhớ bận và không thể ăn mừng lễ vượt qua điều. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón và hỏi rằng: các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng ta phải rằng: nhớ nó chẳng phải là tên giặc cơ, vì chúng tôi chẳng được cho. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi hãy đem đi mà giữ theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: chúng ta không có phép giữ pháp sự tử. Như thế là những nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói: người sẽ phải chết kẻ hết nào. Phi-la-tô liền vào trong công đường, gọi Chúa
Chúa Giêsu bảo mọi người rằng: không có ai là của dân do thai không. Chúa Giêsu đã hợp rằng: từ khi quan đời điều ấy, thì là quan đang nghe ai nói mẹ tôi. Phi-la-tô trả lời rằng: tôi có phải là người do thai đâu. Những người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã là thánh. Chúa Giêsu đã hợp rằng: nước tôi không thuộc về thế gian này, giống như nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội của tôi đã chiếm đâu để tôi thoát khỏi tay người do thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian. Bây giờ tôi hỏi người rằng: ông là vua sao? Chúa Giêsu đáp lại rằng: tôi là vua, vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai ham mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: sự thật là gì? Nói thế rồi Phi-la-tô lại ra bảo dân do hỏi rằng: ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án. Nhưng trong dịp lễ vừa qua vẫn có lễ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân do thai cho các người không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính về một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người đỏ hỏi rằng: rồi chúng và mặt người, khi ba tô trở lại và bao giờ hơn rằng: các người hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các người biết. Ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên đất. Vậy Chúa Giêsu đi đâu? Đâu còn đôi vòng tay và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: này là người. Các thượng tế và linh các thấy người liền kêu lên rằng: không nên mơ bảo Chúa ta, không nên mơ bảo Chúa ta. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta không thấy người này có tội gì mà nên bắt ta. Dân Do Thái trả lời rằng: nghe vậy, Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng:
Chúa Giêsu đã mất rồi. Nếu từ trên thành ban cho ông, thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông, thì nặng tội hơn ông. Từ đó, Pilato tìm cách để tha Chúa Giêsu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-su ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao, gọi là Lithotos, tiếng Do Thái gọi là Gabbatha. Hôm đó là ngày an lễ vừa qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: Phi-la-tô trả lời rằng: xin vua các ngươi. Các thượng tế đáp lại rằng: chúng tôi xin vua các người. Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng đều người đi, người phải bắt lấy thập giá, tiến về một nơi gọi là núi Sò Mó, tiếng Do Thái gọi là Gôn Gồ Thọ. Ở đó, chúng đóng đinh người trên thập giá, cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bàn ăn và truyền đóng trên thập giá. Bàn ăn ấy ghi rằng: Giê-xu Na-za-rét, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bàn ăn ấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành. Bàn ăn ấy được viết bằng tiếng Hy-ba, tiếng La-tinh và tiếng Hy-lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng: Phi-la-tô đáp lại rằng: điều ta đã viết là viết. Đóng đinh Chúa Giê-xu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là tâm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng: như thế là trọn lời kinh thầy rằng: chúng ta chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu thì có mẹ người bà Maria Cleopa là chị em với mẹ người bà Maria Magdalena. Thấy mẹ người và bên cạnh có môn đệ người yêu Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng: thưa bà, hãy là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: đây là mẹ. Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giê-xu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để trọn lời sách thánh, người đó ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miếng bọt để thấm dâm chua, rồi buộc vào môi đinh mà đưa lên cho người. Nêm một chút dâm. Còn Chúa Giê-xu nói rằng:
ngày người gục đầu xuống tận thế. Muốn để sao biết thật ra ngày xa ba vì là ngày đại lễ người do thái xin phi la tô cho đánh dập ông chân những người bị tử hình và thao sát xuống bọn linh liền đánh đến đánh dập ông chân người thứ nhân thì người thứ hai cả hai bị đóng đinh bởi người đến gần Chúa Giêsu hơi người ba trên chúng không đánh dập ông chân người nữa nhưng có một tên linh lấy ngọn ma mà đâm vào kênh sườn tức thì nước và máu chảy ra kẻ đã xem thấy việc này đã làm chứng và chứng của người thì thật và người biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin mọi việc đã xảy ra để toàn đời kinh thành rằng người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người mà đây đây rằng chúng nhìn xem người chúng đã đâm khi đó chúng sẽ Arimathea một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người do thái đến xin Pilato cho thao xác Chúa Giêsu xuống Pilato cho phép ông liền đến và cất xa mặt người. Nicodemo cũng đến, ông thầy trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình đồn dầu và thuốc thơm đầu trăm cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong khăn theo cách thức người Do Thái thường làm. Lời Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thưa vườn và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất người nào vì là ngày giọt lễ của người Do Thái và vì ngôi mộ ấy rất gần nên họ an táng người ở đó. Chút thôi, bởi vì chúng ta đứng khoảng chừng chưa tới 20 phút, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Trình thuật về cuộc khổ nạn Đức Giêsu theo như Gioan Thánh Sử ghi lại bằng những nét bút thật trầm tĩnh, qua các lời thoại không kém sắc bén, để rồi lột tả tính cách tương phản, gây gắt của trận hành trình cuối đời. Quả thật, sự xung khắc đầu tiên lộ diện trên những con đường mà Ngài đi qua năm đó, vừa lấp lánh vinh quang của con vua David, đấng nhân danh Chúa mà đến, vừa chập chờn bóng đen của thập giá, cũng xuất hiện trên những cung đường quen thuộc của trần thế hôm nay. Thế nên, vinh quang và thập giá như cùng sánh bước để làm nên khoảnh khắc cứu độ đời mình, đồng thời tỏ bày cho đôi mắt đức tin nơi con người nhận biết rằng đau khổ và cái chết của Đức Giêsu cũng như của mỗi người chúng ta không phải là sự bế tắc, nhưng là điều kiện cần để dẫn lối vào vinh quang phục sinh. Bài thương khó chúng ta nghe còn là một tấn hài kịch liên quan đến những ngày cuối đời Đức Giêsu trên đường dương thế. Có rất nhiều nhân vật, từ những môn đệ hiền lành chất phác cho đến
thời điểm phải mưu mô. Từ những người lính mù quáng chỉ biết tuân lệnh, đến vị thượng tế là người cầm cân nảy mực trong vụ xét xử, là người môn đệ Đức Kitô, chúng ta được gọi mời để tiếp cận cuộc thương khó ấy bằng một thái độ hội nhập, tức là làm sao khám phá ra được chính mình trong vụ sự này, làm sao nhận ra khuôn mặt mình trong những nhân vật mà cuộc thương khó nói đến. Kitô rửa tay, một thái độ nói lên rằng ông vô can với cái chết. Nhưng thật sự có vô can chăng khi lương tâm và lý trí của một người có trách nhiệm hết bảo rằng Đức Giêsu hoàn toàn vô tội và chính bà vợ ông cũng đã khuyên can là đừng nhúng tay vào chuyện người công chính này. Ông biết rõ nhưng cuối cùng vẫn trao Đức Giêsu cho dân đem đi đóng đinh. Tại sao vậy? Là bởi vì Pilato không chịu nổi sức ép của những người tố cáo và muốn giết Chúa. Bởi vì ông sợ, sợ mất lợi lộc, mất chức quyền. Vậy thì làm sao vô can được? Thế thì có bóng dáng của Pilato trong cuộc đời chúng ta chăng khi từng ngày chứng kiến cái ác, cái xấu trong xã hội? Nhưng chúng ta vẫn dửng dưng bảo rằng mình vô can, không trách nhiệm. Khi ta đối diện với bất công và vì sợ hãi, mà cho dù mình biết sự thật cũng chẳng dám nói, không dám đứng về phía công lý để bảo vệ sự thật. Đó là bóng dáng của Pilato trong mỗi chúng ta. Judas bán thầy 30 đồng bạc. Tệ hơn nữa, hắn ra hiệu cho những người bắt Đức Giêsu trong đêm tối, thế tôi hôn ai thì chính là người ấy. Thưa các bạn, trong tình yêu có gì đẹp bằng nụ hôn? Nhưng ở đây, cái hôn đã trở thành dấu chỉ cho sự bổn phạt để nộp phạt. Thế thì tự hỏi, có bóng dáng của Judas trong mỗi người chăng? Có bóng dáng của Judas khi mà có những người sống đời gia đình, môi thì hôn vợ hôn chồng mình, nhưng lòng lại tơ tưởng tới người đàn ông, người phụ nữ khác. Hoặc là có vợ có chồng mà vẫn gian díu vụ trộm với những mối tình bất chính tội lỗi. Bóng dáng của Judas trong đó khi chúng ta hành động tội lỗi bất chính, khi vì tiền bạc mà có kẻ bán đứt đi tình nghĩa mẹ cha, hạch sách đòi quyền lợi của cả, lắm khi đoạn tuyệt tình cảm chồng vợ, con cái, bạn bè cũng vì vật chất. Thế có phải chăng là Judas và cả Phêrô nữa chối thầy ba lần, chối cách dễ dàng không ngược miệng sau vài giờ tuyên xưng mạnh mẽ rằng cho dù mọi người có bỏ thầy thì con vẫn theo đến cùng. Chỉ cần một đứa tớ gái hắn giọng thì đã chối liền, không biết người này là ai. Thế thì liệu có hình ảnh của Phêrô trong cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta chăng? Khi mà tuyên xưng rất hoành tráng trong nhà thờ, nhưng ngay sau đó ra ngoài xã hội, về khu xóm công sở thì lại chối Chúa, sẵn sàng gạt bỏ những giá trị của tin mừng sang một bên để chạy theo những bậc thang giá trị quen thuộc của tiền bạc địa vị làm lầm. Có chăng thưa các bạn, khi đặt một vài câu hỏi quen thuộc như vậy, mục đích là để chúng ta tiếp cận cuộc thương khó Đức Giêsu bằng thái độ hội nhập, không phải là thái độ bàng quan, cũng chẳng phải bằng một tình cảm sướt mướt trong giây lát, nhưng là tự khám phá mình nơi vụ án Chúa Giêsu. Và điều ấy rất quan trọng. Lẽ chỉ khi nào khám phá ra mình trong con người Pilato, nơi Phêrô hay là Judas hoặc những kẻ đóng đinh Chúa, thì lúc ấy chúng ta mới cảm nhận sự cần thiết của việc sám hối.
hầu đổi thay cuộc sống bằng cách chết đi cho con người cũ tội lỗi để được sống lại cho con người mới nhờ ơn phục sinh. Ước gì khi chúng ta cử hành việc tưởng niệm Chúa chịu chết cứu độ nhân loại thì không chỉ như một nghi thức hay là một hoài niệm về quá khứ, nhưng là sống lại cuộc thương khó Đức Giêsu trong chính cuộc đời chúng ta, để nhờ đó giúp chúng ta chấn chỉnh lại đời mình sao cho xứng hợp với ân huệ trao ban khởi phát nhờ lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Tam Nhập Thánh là đỉnh cao của phụng vụ giáo hội. Xin được sẻ chia vài tâm tình đức tin như thế để chúng ta tiếp tục tham dự nghi thức cách sốt sắng và cầu nguyện cho nhau sống xứng đáng vai trò người môn đệ Đức Kitô.